Nhà mặt tiền quốc lộ 1A, thuận tiện kinh doanh buôn bán mà chỉ 1 tỷ 100 triệu, quá tuyệt vời anh chị ơi. Nhà đất Trần Ngô xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Dạ, em là Bảo Thiện Ngô, đến từ nhà đất Trần Ngô. Dạ, thì ngày hôm nay Bảo Thiện em có mặt tại vị trí là xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Giới thiệu cho quý cô chú và anh chị một căn nhà mặt tiền quốc lộ 1A của mình luôn nha. Dạ, và nhà mình rất rẻ anh chị ơi, chỉ có 1 tỷ 100 triệu thôi và hiện tại đang kinh doanh buôn bán nha anh chị. Dạ, trước khi giới thiệu chi tiết về cái căn nhà này, Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường của mình cũng như hướng đi cho anh chị nắm rõ nha. Dạ, từ vị trí mà Thiện đang đứng đây là mặt tiền đường quốc lộ 1A, thì anh chị cũng biết là cái tuyến đường này xe cộ lưu thông qua rất là thường xuyên, kể cả các loại xe container hay là loại xe tải, bán tải, ô tô đi qua thoải mái lắm luôn nha anh chị ơi. Đó, như quý cô chú và anh chị nhìn thấy trên màn hình nha. Dạ, thì từ cái vị trí này mình sẽ di chuyển ra chợ, trường học, ủy ban gần nhất của mình là xã Phú Nhuận. Chợ Phú Nhuận á anh chị, gần lắm nha, chỉ có là 200m thôi. Dạ, thì cái hướng này anh chị ơi, cái hướng trên màn hình anh chị ha, mình sẽ di chuyển ra khu vực thị xã Cai Lậy, trung tâm thị xã Cai Lậy của mình. Còn ở cái hướng ngược lại này nè anh chị, thì mình sẽ di chuyển về thị trấn Cái Bè anh chị ha. Dạ, từ vị trí này anh chị di chuyển ra thành phố Mỹ Tho tầm khoảng 30km thôi, ra bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là 75 cây. Nhà quý cô chú và anh chị, đây là một cái vị trí mà khá là tuyệt vời luôn, và một cái giá thành khá là mềm mại, chỉ bằng một cái mảnh non thôi mà anh chị có thể sở hữu luôn một căn nhà mặt tiền quốc lộ 1A rồi. Dạ rồi, bây giờ Thiện xin được quay chi tiết vào cái nhà của mình cho anh chị nắm rõ nha. Dạ đây, đây là căn nhà của mình nha anh chị. Dạ, nhà của mình thì có kết cấu cũng khá là kiên cố luôn anh chị ơi. Mặc dù hơi cũ và có xuống cấp chút xíu rồi, nhưng mà anh chị ở và kinh doanh buôn bán thật sự là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời, với cái giá thành khá là rẻ luôn ha. Dạ, nhà mình với bề ngang là 7.44m. Đây anh chị xem, nhà mình thì đã xây tường rào kiên cố hết trơn rồi, nên thành thử ra rất là dễ nhận dạng ranh móc luôn, 7.44m. Dạ, ở cái cạnh bên phải Tây Thiện đây thì mình có chiều sâu vào là 10.95, còn ở cạnh bên trái mình có chiều sâu là 17.16m nha anh chị. Ở nhà của mình là mặt tiền xoay về hướng chánh bắc ha. Và ưu điểm nhà mình á, mình có một khoảng sân trước khá là rộng như thế này luôn, thì cũng khá là tuyệt vời để cho mình về đây kinh doanh buôn bán anh chị ha. Dạ, thì xin nhắc lại nha, nhà mình mặt tiền xoay về hướng chánh bắc. Thì ngôi nhà của mình hiện trạng mục đích sử dụng đang là cây lâu năm nha anh chị. Vì mình có chiều sâu và hơi ngắn nên thành ra là đất của mình, thì cũng xin chia sẻ thực tế luôn, thiệt tình luôn, là toàn bộ ngôi nhà mình đang nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ. Dạ, thì anh chị có thể là tận dụng ngôi nhà này để sử dụng kinh doanh buôn bán, hoặc không thì anh chị có thể là đập đi, mình xây một cái kho hoặc mình xây một cái mặt bằng để mình kinh doanh buôn bán, tùy theo cái sở thích của mình nha anh chị. Dạ, tuy nhiên thì Thiện cũng sẽ xin được giới thiệu luôn cái căn nhà của mình cho quý cô chú và anh chị nắm rõ. Dạ, ngôi nhà của mình thì kết cấu anh chị thấy là cũng khá là xưa và cũng đã khá là cũ rồi, nhưng mà cũng đã có những cái công năng cơ bản, với là một phòng khách nha, hai phòng ngủ. Dạ đây, có bảng dạy học luôn, hai phòng ngủ. Đó anh chị xem, cho cô quay xíu. Đây là phòng khách của mình kiêm với phòng thờ anh chị hen. Nhà của mình thì hơi cũ nhưng mà cũng khá là, Thiện thấy khá là thoáng luôn, bởi vì mình có một khoảng sân phía sau. Dạ, với một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp WC đầy đủ ha. Đây là cái khu vực bếp của mình, và mình có nhà vệ sinh riêng biệt luôn. Ở thì Thiện xin bật cái đèn thử coi nó sáng lên ha. Đây, Thiện bật cái đèn lên cho anh chị xem ha. Đó, thì đây là cái khu vực bếp và WC của mình anh chị ha. Dạ, thì Thiện sẽ để cảnh sổ ngay trên màn hình, thì anh chị sẽ xem và dễ nắm rõ được cái căn nhà của mình hơn. Thì cái ngôi nhà của mình anh chị ơi, cái phần đất của nó, cái phần đuôi á, nó sẽ nở hậu, nó nở ra đến là 10.36m luôn nha. Dạ, Thiện xin nhắc lại diện tích. Diện tích của mình là 7.44, chiều dài một cạnh là 10.95, một cạnh là 17.16, và hậu mình nở ra tới là 10.36m luôn anh chị. Và đây là cái phần hậu của mình anh chị nè, nó sẽ hơi xéo theo căn nhà chút xíu. Đó, nhưng mà phía sau đây á, thì mình có một cái hành lang để thoát hiểm anh chị ơi. Ở đây gia chủ của mình chắc nhảy mạnh lắm đi, không làm cái bục, anh chị về đây chịu khó làm cái bục nha anh chị. Đó, thì ở đây gia chủ mình có sở hữu được một cái không gian máy bên ngoài, thì ở đây anh chị có thể làm lối thoát hiểm, và mình cũng có thể khiến cho không gian mình nó tươi mát, nó thoáng hơn anh chị hen. Dạ, thì căn nhà của mình nó không phải là quá tuyệt vời, quá đẹp, nhưng mà mình có ưu điểm là mặt tiền quốc lộ 1A và giá thành cũng rất là rẻ luôn, chỉ có 1 tỷ 100 triệu thôi, và giá này vẫn còn thương lượng chính chủ nha anh chị.
Dạ khá là hợp lý, thì anh chị có thể là vừa túi tiền mình về đây mình mua một căn nhà mình sở hữu để mình kinh doanh buôn bán ha. Mặt tiền quốc lộ 1A xe cộ đi qua lưu thông như thế đó anh chị. Dạ rồi, quý cô chú và anh chị thiện chú quan tâm nhấc lên liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em Bảo Thị hoặc anh Đình khen để nhanh tay có cơ hội sở hữu liền căn nhà khá đẹp này nha anh chị. Nói gia chủ mình đang muốn đổi đất nên là cũng muốn mau lẹ đổi được một cái miếng đất vừa ý nha anh chị ơi. Dạ, giá 1 tỷ 100 triệu vẫn còn thương lượng chính chủ. Rồi, kính chào quý cô chú và anh chị nha. Kính chúc anh chị cô chú ngày càng dồi dào sức khỏe, thành đạt nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh nha anh chị để chúng ta gặp nhau ở những bất động sản tiếp theo giá rẻ giá ngọt hàng ngày trên kênh Nhà Đất Trần Ngô của chúng em nha. Dạ rồi, kính chào quý cô chú và anh chị nha. Xin chào.